mọi người. Ơi các bạn, sừng so cho mày luôn. Chào Cố Nhiêu, chào anh Khang, chào anh Tấn, Tạ Thị Tấn, chào chị Bo, chào chị Miu, chào bé Ba, chào anh Giang, chào Châu, chào anh Châu, chào anh Chấm nhiều ơi, chấm luôn á. Dạ. Chào chị Bo, chào Hanny, chào Ngọc Lợi, chào Ngày Không Em, chào Trang Dung My, chào anh Ngộ Không, chào ông Bóng Đêm, chào anh Cathy, chào Hồ Ngọc Đại, chào Bảo Lâm, chào mọi người. Chào chị Giang. Chị hả? Nên đâu biết nãy là chào anh Giang mà. Tỏi của thứ chủ đâu, nhà nó có tỏi rồi. Nó sẽ tự lấy tỏi của nó, mình nó sẽ tự ăn. Ơi em à. Xả đi, xả đi lâu quá. Sao em chưa ngủ hả? Chị Bo ơi, sao anh Giang hỏi sao chị Bo chưa ngủ? Nhân vật trong tay vô ký không hả? Dạ đúng rồi. Anh có biết em là nhân vật nào trong tay vô ký không? Đố anh đó. Ủa sao rôm này ít mem quá vậy? Có 290 là rất cờ lo rồi phải không? Quan Âm, em đón mà anh nói chứ. Cho em hả? Dạ. Nãy em mới thấy. Chào anh Hoàng Huy. Giống kiểu con thỏ của thằng Nga. Chào anh Châu. Em bỏ giới hạn cáp đi không được. Lúc này em không có bỏ được. Lúc này là idol chỉ có việc show thôi. Cấm cáp hay gì là phải quản trị viên làm hết. Các quản trị viên ha. Quản trị viên ngủ hết rồi. Nhớ lắm nè. Ôi nhạc đã quá. Chị Mèo ngồi ghế một của em luôn, thích nhỉ? Cảm ơn chị Mèo. Hả? À đây, sorry anh Donut nha. Cảm ơn chị CC ạ. CC chị. Độ đó em không biết. Ờ mai mà ngày mai mà lỡ như mà ngày mai mà không lương không về thì nhà em sẽ mất điện, tại vì em chưa ấm tiền điện nữa. Ngày mai có thể là ớt toàn tập. Chết rồi, giờ sao? Còn thức à em? Nay nhìn trắng dữ ta. Dạ chậm tí. Là mới em nhớ sinh nhật anh rồi nha. Anh là người lạ hả? Dạ. Em chào người lạ. Người lạ. Chào chị Vân yêu. Là chị đúng không? Tên Vân chắc là chị. Để Vân yêu mà đặt tên là Vân yêu mà để cái hình nền là của chị chim, của chị chim bé. Dễ sợ thiệt. Dạ chào chị. Dạ em nghe nè. Không phải hả? Ủa đúng rồi mà em thấy giống như hình của chị chim bé mà chị Thúy Vi á, phải không? Hình của chị Thúy Vi với gì nữa, chị Thúy Vi đó. Chế ông quen hả? Vậy hình của chế luôn hả? Hình của chế Vân luôn hả?
thời chứ à. Xin ông, dạ xin. Xin lắm luôn. Cảm ơn chế, xin xin ạ. Lên dễ không? Một ghế, một kem thôi là lên ghế được rồi. Chứ hả? Chứ, lên ghế phe avatar thôi hả? Thủ thì thủ vàng với em thì phải chia nó bữa nay na. Na thắt tóc dễ thương quá, lên ghế ủng hộ na hay gì? Bắt đầu lên ghế đặt phe avatar đồ. Nói lại đi. Anh nói lại cho na vui đi. Thiệt không? Thôi đi. Nói là em thích muốn chết luôn vậy đó. Cảm ơn anh. Em biết anh nói cho em vui thôi, nhưng mà em cũng cảm ơn. Cơn gió lùa qua ô cửa sổ, giọt nắng chiều xa trên mái hiên. Em viết tình ca trên trang giấy, chiếc đàn guitar la la. Mưa bông ùa về trên căng gác vắng, tí tã rơi từng giọt lăng tăng. Phong tư chẳng kịp mở, cơn mưa đã hăng. Nhẹ lớn những dòng chữ theo cơn nắng tăng. Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa rơi vào, hay là tuyết đã buồn rơi nắm đôi vai hai tôi. Em chỉ nhớ vẫn ngồi đời nôn nhớ, nhớ một người đến ngẩn ngơ. Em biết sao giờ đành ngắm mưa mong mơ, mơ đến những phút giây ngọt ngào đau. Gió tan đi u sầu, lặng nhìn những ngày qua mau, đến sau vẫn thật lâu. Thôi chỉ có mưa nhẹ đi dòng thứ chẳng phải giọt lời rơi đâu. Em nhớ anh nhiều, chờ mãi nhé người yêu 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 yêu. Cảm ơn bé ba, cảm ơn mọi người yêu nè. Em thích cái kia kìa, em thích I love you dễ thương. Giống như con cắt không theo cơn mưa lắm tăm, gánh ngón tay vẽ mặt một người xa xăm. Lên lên vẽ tim bàn tay ấy nắng, ca ngợi một chuyện tình trong bao nắng ấm. Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa rơi vào, hay là tuyết đã buồn rơi nắm đôi vai. Chỉ biết vẫn ngồi đây mong nhớ, nhớ một người đến ngẩn ngơ. Em biết sao giờ đành ngắm mơ mong mơ, mơ đến những phút giây ngọt ngào đầu. Gió tan đi u sầu, lặng nhìn những người xa mau, đến sau vẫn thật lâu. Thôi chỉ có mưa nhẹ đi dòng thứ, chẳng phải giọt lệ rơi đâu. Em nhớ anh nhiều, chờ mãi nhé người. Trong gió mưa vẫn rơi, vẫn rơi, vẫn rơi rơi. Chờ anh trong những tiếng mưa của chuyện tình vẫn đàn, vẫn chơi vơi. Chờ mưa ra hãy nói cho em những lời yêu trọn đời. Bờ vai cơn gió cuốn mất ngăn ngày mong chờ. Đến những phút giây ngọt ngào bên nhau, gió tan đi u sầu lặng.
nhầm đó anh. Ví dụ như cái tên đó, cái tên giống giống tên kia mà tên kêu phá, chị tưởng đâu là anh, xong rồi chị phá anh. Bỏ đi mà, chút xíu à, nhỏ xíu à, bỏ đi. Có gì đâu. Ý, chào bé Thùy Dương nha, chưa ngủ hả cưng? Hôm nay em cũng thấy chị Bo cắm cho, cắm ô rừng 88 hết á. Cuộc sống đo lường trước điều gì? Tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay dâu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau. Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa, mình quay lưng về phía người kia, rồi bước đi và tránh nhìn lại dù một. Chẳng thấy nhau, anh sống ra sao, yêu người thế nào. Ở nơi xa lạ, nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hòa đêm đến, làm sao em quên. Nhiều năm tháng, em trở lại lỗi xưa, anh có biết không, trong em vẫn rung động. Cảm giác quay về, nhưng giờ anh với em, chỉ là người yêu cũ. Cảm ơn chị Ba, cảm ơn chị Vân, cảm ơn cai quản bầu trời, xíu xíu. Anh quay lại luôn hả? Cảm ơn anh. Chơi, gì muốn làm người mới luôn. Không, làm anh trên mưa đi anh. Đó, làm chị gái mưa chứ, làm chị gái mưa đi. Chuyện cũ nhưng em thấy là thật gần. Ngày ấy chưa cầm tay một lần. Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ là khi được nhìn anh vui. Những phút giây trôi đi vội vàng, và ngày nguyện xa nhau cũng đến. Rồi từng nhớ nhung làm anh muộn phiền nên đã đổi thay. Từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau, anh sống xa xôi yêu người thế nào. Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hòa đến đêm làm sao em quên. Nhiều năm tháng em trở lại lỗi xưa, anh có biết không, trong em vẫn rung động. Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Kể từ ngày đó ta chẳng thấy nhau, anh sống xa sao yêu người thế nào. Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hòa đêm đến làm sao em quên. Giọt nước mắt vẫn rơi hoài, kéo theo những nỗi đau dài. Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Vẫn còn nhìn giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Mày bom hả? Bài hảo sáng đi á anh. Bây giờ mình ngồi mình nói chuyện chút xíu đi, mình bật nhạc bom lên nói chuyện chút xíu nha. Bom bom bom, bài hảo anh cũng nghe rồi, thích lắm luôn á. Chút xử tội chị Na. Ôi sao xử tội chị Na nữa rồi, sao xử chị Na hoài vậy. Hồi nãy chị Na hát một tiếng mấy rồi đó. Mọi người nghe nhạc bơm chút xíu. Bây giờ Na hỏi mọi người nè. Mọi người hỏi gì em trả lời hết luôn. Bring that ass back like a boom 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 boom. Hả? Đâu có thôi, đâu có kêu bé Ba là chị đâu. Đợi anh một lần phạt hả? Anh phạt rồi. Chị nói kêu Bo hả? Sao nhóc thì hả? Đúng rồi. Sao vậy?
mọi người. Chào mọi người mới vô show nha. Mọi người ai mới vô cho em nút theo dõi trên này nè, nếu em muốn là có show mọi người vô chơi với anh nữa nha. Xong xong rồi mọi người, còn half free mọi người chụm hoa cho em với. Chào anh. Anh phạt em rồi. Bữa anh phạt em rồi mà. Chào DKM ấy chị Phi. Bring that ass back like a boom 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 boom. Giống như trang như nhịp đập, nhịp tim em vậy đó. Boom 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 boom. Ủa anh câu hả? Anh câu cái ạc gì vậy? Anh câu đổi tên nữa. Bring that ass back like a boom 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 boom. Vừa đi chửi nhau dạo hả? Dạ. Cảm ơn chị Ba. Mời thả thính luôn. Mọi người cứ dính đi. Chị nghỉ ngủ luôn hả? Giờ thầy bùng bùng. Lỡ rồi, hết bài này xong rồi, hết bùng. Cảm ơn chị Mel CC. Có chị Mel là có kẹo. Hết bài này xong rồi đã hát cho mọi người nghe nha. Hát xong rồi cái Nam mở nhạc bùng 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 tiếp. Chào anh Canada. Hồi mà chị Ba ngủ đi, hôm nào em cũng thấy chị Ba cắm hết trơn á. Hôm qua cũng có luôn. Ba cũng thức khuya nhỉ. Dạ. Đang định đi ngủ mà bùm 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 không ngủ được đúng không? Xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Tại vì nó cũng buồn ngủ lắm, nó phải bật nhạc này lên nó mới không buồn ngủ. Xong rồi bây giờ nó hát cho mọi người nghe nữa nha. Bài gửi tim của Anna cho mọi người. Chị ngày nào cũng 4-5 giờ sáng luôn. Dạ. Mà sao chị thức khuya mà da mặt chị đẹp quá vậy? Em thức khuya mấy ngày là bắt đầu da em nó bị sần. Mà da chị bao đẹp ghê. Chín giờ sáng luôn. Ghê. Thôi đừng có phạt em nữa, bắt em phạt hoài à. Em có làm gì tự tình mà phạt em nữa. Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi. Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vô vơ kể mãi. Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về. Khi tan trường ta đứng chờ nhau. Những kỷ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng nàng. Đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói. Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời thì anh vẫn luôn đi về em. Tháng ta trôi qua đã nhiều năm rồi. Có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa. Lặng nhìn hàng cây đông đưa góc sân trường hiu vắng. Là nơi đây ta đã gặp nhau. Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào. Gửi cho anh những nỗi ta đang hát mảnh áo của chị Vân áo chi vậy? Em áo hả? Anh những hạnh phúc, những niềm tin anh đã quên. Khi nơi ta xa chẳng được bao lâu. Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười. Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương. Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa. Chỉ còn góc sân nào lặng yên. Em chào anh Tuấn. Em cũng chưa nhận được lương. Dạ chua chị ơi. Ngày mai mà lương không nhận là em xác định là bị cắt điện luôn. Tại em chưa đóng tiền điện nữa. Mà nay giờ nắng vô sản luôn. Ngày mai chắc nó ăn mì gói rồi đó. Nó hết tiền rồi. Lương về chậm ghê luôn á. Dạ. Dạ đúng rồi. Còn mọi bữa 12 là có, mà 15 chưa có luôn. Những kỷ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em. Đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói. Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời. Cảm ơn chị. Thì anh vẫn luôn nghĩ về em. Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi. Có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa. Lặng nhìn hàng cây đông đưa
trường hiệu văn là nơi đây ta đã gặp nhau. Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào, gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên, gửi cho anh những hạnh phúc những niềm tin anh đã quên. Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu, còn đôi cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười, còn đôi những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương, còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa, chỉ còn góc sân nào lặng yên. Gửi cho anh nỗi nhớ hôm nào, gửi cho anh yêu thương bình yên, gửi cho xa chẳng bao lâu, còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay nà cười, còn đâu những chân phơ trắng ghi đầy lời yêu thương, còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa, chỉ còn góc sân nào lặng yên. Nhá, đúng rồi đó, ngày mai là xác định ăn mì tôm. Không, nó còn gạo nha, nó còn gạo với lại tỏi, là có thể làm cơm chiên tỏi nè. Xong rồi mì tôm thì làm gì ta? Mì tôm ăn nổi mụn. Nó sợ nhất là nổi mụn luôn á. Cảm ơn anh Hải. Tỏi xíu anh Tòng hả? Cà phố liền. Tỏi xíu qua cho anh Tòng nghe. Nó phải tại anh Tòng đâu, tại công ty trả lương trễ chứ bộ. Dạ em nghe nè, Yuna hoài luôn á. Show của em anh kêu mấy chục lần Yuna luôn. Nó phải hoài luôn, show nào cũng phải mấy hôm á. Phải cho thôi bỏ qua luôn đi. Nếu một ngày đến lúc em rời xa anh mãi, chẳng thể ở bên cạnh anh như lúc này, hãy tin rằng khoảnh khắc em cất bước ra đi không phải vì em đã hết yêu anh. Em không thể nói hết bao điều anh muốn biết, bao nỗi đau đang hằn sâu đôi má em. Chào chị Vân, chúc chị Vân ngủ ngon. Hãy mỉm cười, hãy chỉ ở bên được em đến phút cuối cùng của tình yêu đôi mình. Nắng có ấm áp khi em kề bên anh, gió có buốt xa khi em rời xa người, đêm sẽ hiu hắt bên cạnh anh trăng tàn, có một người sẽ chẳng bao giờ quên anh. Chỉ biết câu chân em đi để em quên anh dần. Có đôi lần lại thật buồn. Phạt em hoài luôn á. Bữa nào cũng phạt em hết trơn. Rồi. Điếm đi, điếm đi em không cho. Điếm nha. Dạ điếm đi. 10 cái đúng không? Không. Hả? Cũng không 10 ca thôi, cũng không luôn. Không có nhiều thôi. Sao tự nhiên tính kỳ quá, bây giờ nhắm mắt lại đi em hôn 10 cái nè. Điếm nè. Dạ hôn hôn. Hôn hôn. Kỳ quá à.
tôi nghe dài kệ càng nguyện sẽ mãi không phai. Những con lúc yêu thương kia dần dần trôi đi, trôi theo đêm tối xa. Em sẽ vẫn trông theo anh dù mà xa cách, dù người ta chờ đợi người có nguyện không phai. Baby, I will always love you. Thuyết bị như bộ nó hết tiền rồi. Em đã mãi mãi ở bên anh, không xa cách. Oh baby, I don't want. Ngày mai xin tiền anh hai. Ngày mai trước khi đi làm mình sẽ móc túi anh. Ngày mai nó sẽ móc túi anh hai nè, 100 ngàn. Là đủ luôn. Đủ một lon xì tin nha. Một lon xì tin, một tô hủ tiếu. Là nhiêu rồi? Nó xịt tiêm 9 ngàn. Hủ tiếu 20 ngàn là 29 ngàn đúng không? Xong rồi à? Chưa. Dạ đúng rồi. Mì gói có thịt bò, có thịt bò đâu. Xong rồi còn 80 ngàn. Ủa không, 29 là còn 71 là còn cho 70 ngàn nha. 70 ngàn thì mình sẽ mua, buổi chiều là sẽ mua có gạo rồi, mình sẽ mua trứng. Mua trứng với mì tôm, mua trứng với mì tôm với lại rau. Mày gửi cho anh hát rồi, bây giờ mình hát bài khác nha. Không có bóng ai hết trơn. Đừng có nói vậy, mốt nào không dám đăng ký show tối á mọi người. Đừng chọc em nha. Thiếu một thùng xì tiên. Một thùng hoài luôn. Lên đây đi em mới trả thùng xì tiên cho anh được. Tiền mất để mua đất rồi. Đâu có mua đất gì đâu, nghèo muốn chết. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng nè. Về tay đâu bên dòng sông, từng người hát cô nghe trời ơi. Cô đừng đi lấy chồng, lấy hai thằng buồn bên bài hát Lý Cây Bông. Anh ngân nghe dài câu hò Lý Cây Bông. Anh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Chỉ sống với mái chèo không cho đất mênh mông, chỉ cần em còn ngồi chạy tóc anh quyết ở mãi bên sông. Ơi hò là hò ơi, trong lòng gì đẹp bằng sen, quê mình ai đẹp bằng em. Em xinh đẹp không cần bằng khen, mới tin tuổi mà đã biết hẹn. Vợ bù kết lên tóc em đen, dáng dịu dàng và đâu trang. Đừng vội nhà chi sớm em ơi. Khoan, bông trắng rồi bông xanh, cho anh nhà quê hỏi em còn độc thân hay chăng. Để anh biết anh còn chờ ngày cùng cấm đổi lửa. Đang chung một mặt thân anh sai rồi. Từ từ, nếu gặp là duyên, nghe anh điển rồi nghiêng em nở nụ cười duyên, vậy là em thích anh là xiền. Anh biết là anh không tiền, nhưng tiền không phải là quyền. Anh có quyền thương, quyền nhớ, quyền viết cho em bài thơ. Em cái đừng gọi làm ngơ khi nghe anh chỉ chở lúa, biết đâu anh thành tỷ phú khi lúa chấp anh trúng mùa. Mà có nó hát sai lời rồi, nhanh quá à. Em ơi họ là họ ơi họ. Em chưa có làm show cho ngày mai mấy bé idol show nữa. Chết rồi, không biết giờ nó có réo em không nữa. Anh Tướng không biết đâu, để anh phạt đi phạt hoài luôn. Không có phạt nữa. Vậy 2k2 luôn hả bé ba? Vậy là chị phải kêu bé ba bằng chị rồi. Em chào chị ba. Đừng có chọc em nữa, nó sợ ma lắm á, muốn nó không dám sâu tối luôn á. Anh Vinh nó kỳ quá à. Chị chào em hả? Nó phạt hoài, số nào cũng phạt má chân, số nào cũng phạt hết. Về tay đâu bên dòng sông, tôi ngồi hát cô nghe trời ơi. Cô đừng đi lấy chồng, lấy hai thằng buồn bên bài hát Lý Cây Bông. Ơi họ
em không xô, vô xô Yuna thì em bù lại 100 kem. Không hiểu. Giờ Yuna chịu phạt hả? Chịu phạt cái gì nè? Cứ hôm em không vô xô Yuna, Yuna phạt em 100 kem nha. Ý được á. Được, cái này thật. Chịu luôn, chịu luôn, em chịu. Phạt chị Na chứ cho tội. Có mỗi bé ba thương chị Na thôi. Còn mọi người lúc nào cũng hả? Thấy Na lúc nào mà Na sai là mọi người bắt đầu phạt Na thôi à? Kỹ vậy? Thế bỏ đi, đúng không? Em thua rồi đúng không? Để phạt cho anh Tiểu thiếu gia. Mỗi chiều này biết bao nhiêu thứ để tìm vui, em gặp anh là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ một cái thế giới để yêu anh, anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian, vì chỉ có thời gian cho ta biết đâu là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn về với anh, nơi Sài Gòn này quá chật chội đã làm cuộc sống em lắm lem. Những lời nói không phải tình cảm anh từng nghĩ em cất có, em có thể ủng phần trên tim bằng từng nhờ ở nhà sắp nhớ. Em ghét ông trời cho em và anh gặp gỡ, sao đó bắt hai ta xa nhau em những lời cá lên bờ tập thở. Thế giới này thật thà, nhưng anh chỉ yêu một phần nhỏ, và còn lại sẽ chăm sóc anh và lo cho anh như thế đó. Thế giới này thật thà, tim anh chỉ cần em hiểu rõ, đừng cần phải yêu anh, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Nở ba sao chữa à? Tình yêu hả? Dạ. Trời xin gửi lại chúc thương đến bên em nằm mơ anh mơ. Lời anh nói thì thầm đến nhẹ nhàng niềm chúc yên yêu thương. Hạnh phúc khó khăn lắm mà mới có được, vì thế nên anh đâu dám đem ra cá cược. Cuộc sống anh nhờ có em như vậy là đủ, anh không muốn yêu ai hay quay lại người cũ. Đơn giản vì anh xác định được mình thương ai, anh muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai. Mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại, anh sẽ cố gắng dẫn em theo nếu em có vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì thế đừng ngủ sớm đúng không? Mai mốt chị sẽ đăng ký giờ này thôi, chị không đăng ký trễ hơn đâu. Anh có chưa phải chớ rồi, nó chưa làm, nó chưa làm lịch cho idol. Mọi người muốn nghe không? Bài này lâu lắm rồi nè, hồi trước Na show. Hết show rồi em làm em dạ. Hết show xong em làm giúp tới 2 giờ mấy luôn. Xong rồi đi ngủ. Show xong làm lịch đi rồi ngủ. Đúng rồi. Ngày mai Na sợ nó dậy không nổi quá, mai phải dậy lúc 8 giờ. Ngày mai có họp. Công ty gì mà họp vậy? Nên người em yêu hơn lại gần đây với anh, anh sẽ nói xa từng từ từ bao lâu chôn sâu. Em có biết rằng nhói đỏ tông liên tục không cái gì không sợ quá. Dạ mai mốt vừa canh xô vừa làm em. Dạ dạ em biết rồi. Mà anh biết tại sao không? Chúc vợ ngủ ngon hả? À, tại vì máy laptop em hư rồi. Laptop em bị hư rồi, em không có. Dạ. Số của em là anh Ngậu Không kêu em mấy chục lần luôn á. Tưởng Mạnh Phạm cho anh chào hư không? Bài này để chị bật cho anh Duy Khánh hát cho mấy ba nghe nha.
Mày giống đầu hàng quá, em đầu hàng do điều kiện, em không chịu phạt nữa đâu. Hả? Nhớ chị Na em vốn thương chị Na rất nhiều, cảm ơn em. Biết đắng, biết cách. Giờ này vợ đang ngủ chưa? Không hiểu luôn. Anh nhớ em trong câu chữa. Chớ rồi Na lạc hậu á, mọi người nói gì Na không hiểu. Một khúc đơn du dương. Na không biết. Vợ tuyệt vời nhất. Với anh thật sự chẳng có. Anh kỳ quá à, anh cho nên vậy đó thôi, anh đừng có đi. Anh đi là em còn có hai ghế à. Quấy tèo lắm. Ở lại đi đi, em được ba ghế. Đúng rồi. Thôi cho em bảo qua. Hả? Vợ nhớ anh tiền là làm sao? Chớ lo anh sẽ về sớm thôi vợ yêu. Buồn ngủ quá, mở mắt hết lên rồi. Sao buồn thì dạ đúng rồi, sao buồn. Anh vốn yêu vợ rất nhiều à. Cuộc đời này dẫu có em những sóng gió cứ dạ. Để anh lo. Vui vì mình luôn có, mãi luôn có nhau hạnh phúc tay dạ, nắm tay rồi. Ngoan khi nào tình giấc thấy anh về ngay. Chớ nên hờn ghen. Nghe lời chị ba uống nước anh nhiều vô. Anh sẽ giữ anh nguyên vẹn. Khi trở về anh sẽ bên cạnh em và nở nụ hôn. Bây giờ em ngoan nhé, khép khe khẽ đôi mi ta. Cảm ơn ạ. Để anh yên tâm và bớt lo lắng đi. Em ở quận Phú Nhuận. Chúc vợ ngủ. Phú Nhuận. DJ Banana. Banana cũng hay lắm á. Gì ta? Bọc Master Thái đúng không? Buồn tè rồi đó. Nhìn chị giống mấy Thái Lan hả? Chúng mình đang phát triển giới đúng không? Đàn bay chút dài phải gặp hip.
không? Cảm ơn bạn Nam với mọi người. Xin chào. Nhức đầu quá à. Nó nhức đầu quá, Nam bật nó hát lên nó nhức đầu quá. Không nghe nữa, không nghe nữa. Ổn quá. Ổn quá, nhức hai cái lỗ tai ghê luôn. Móc tim. Phùng. Sơn ngạc như giấc mơ ta. Vào con sen nhà nào mà... Thôi em phải con sen đâu nha. Cùng anh. Dạ. Dù là ngày mưa hay nắng giận ngời, vẫn mong cùng người bước qua. Hà, nắm tay em chặt hơn đi, để chỉ là mất nhau dẫu mai về đâu. Nếp xa lưng anh bởi bộ anh bề, mọi lo lắng nhẹ như máy bay. Xin môi em chặt hơn đi, để như số yêu. Cảm ơn Phạm. Chào anh Riley. Riley hả? Riley đúng không? Cái bạn nói tên nào đọc không được là bỏ qua. Mọi người để tên dễ em mới đọc. Cùng anh băng qua muôn trùng khơi, cùng anh đi tận cùng chân trời. Ấm áp như giấc mơ dài, đi tới khắp chốn xa xôi. Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Đúng rồi đó mấy bạn. Em nói đi nè bé Mạnh. Từ Na thông minh, không dính thính làm đâu. À, nắm tay em chặt hơn đi, để chỉ là mất nhau sau mai về đâu. Nếp xa lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như máy bay. Xin mời em chặt hơn đi, để chỉ là mất nhau sau mai về đâu. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hơn dịu dàng và ấm áp. Tiền không hả? Chừng nào có quà mới có tiền, còn không có quà thì thôi. À, nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng lấp mắt nhau dẫu mai về đâu. Nếu xa lưng anh mà bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xin môi em chặt hơn đi, để như dấu vết không nhận phai. Có anh bên nhìn ngoài kia bão cũng hơi dịu dàng và ấm áp. Cảm ơn anh Sisi. Em thích cái này nè. I love you. Cái này hả? Là mình sẽ mua thẻ zin, xong rồi mình sẽ nạp vô. Cái đó là tao yêu, anh yêu em đúng không? Tao yêu bạn, anh yêu em, tao yêu mày. Và yêu chồng. Nói chung là chứ nở. Đúng rồi. Yuna mất ghét đâu. Yuna phải ngồi make up lâu lắm đó. Mọi người bắt năng dép nữa. Đừng để đeo dép lên mặt na. Được không? Phải touch it slow nha. Touch it slow. Ý em là chị được người ta tặng quà rồi chị đổi tiền. À, công ty trả tiền cho chị á. Công ty trả tiền cho chị. Bắn ổng thả thính cho nó dễ. À, công ty trả lương cho chị Na. Cuối tháng chị Na sẽ nhận lương, mà tới nay chị Na chưa nhận được lương nữa. 15 rồi. Hồi tháng trước 12 là Na nhận được rồi, nay tới 15 chưa nhận luôn. Đâu có biết đâu, tùy theo tháng à. Ánh mắt ấy khiến trái tim rung lạnh càng thêm bối rối. Hãy nói hết những nghĩ suy trong lòng mình đi my boy. Tell me now, tell me now. Anh ơi em đây cũng đang mong chờ. Anh mắt lấp lánh sáng lên khi nhìn vào anh thôi đó.
khẽ rang mái tóc rồi đang bay nhẹ, nhìn theo cơn gió that is slow, that is slow. Nhưng sao em như cứ đang mong chờ. Quan chiều truy má em như nóng bừng, cũng chỉ vì anh đã. Từng nhịp chạm trái tim em. Hả? Chị bắt bài I Need You. I Need Your Love hả? À, tại muốn ông tôi tâm đi thỉnh kinh. Mệt quá. Nói gì không hiểu gì chưa? Bài I Need Your Love đúng không? Ta cần tình yêu của bạn. Ok. Xong bài này nha. I need your love. I need your love. Need your time. Every from you make it right. Feel so high. I call. Bài này buồn lắm á. Mà lãng mạn dễ thương. Tonight need your love, I need your time. Anh cần tình yêu của em hả? Thôi đừng có thả thính nữa, nữa không dính đâu. Nó thích con trai lạnh lùng thôi, chứ nào không thích thả thính ngoài đâu. Nó thích lạnh lùng thôi. Chị biết chút xíu à. Là hồi trước chị có đi học, chị có đi học bên Singapore mấy tháng đó, cho nên là chị cũng nói được một ít. Chào anh nhà nghèo. Chị Lan có biết nó thích gì hết á. Đừng có thả thích chị Lan nữa. Đừng có thả thích em nữa. Ôi chị nghe nè mấy ba. Hả? Chắc là lạnh lùng voi á hả? Lạnh lùng voi luôn. Đẹp không? Ý nói chung họ không thả thính chị Lan mà không dính à. Gặp chị hôm qua đâu hả? Dạ em chào anh. Dạ tại vì mấy ngày em đi làm em không bước em xuống được nên em phải xuống buổi tối. Sau là mọi người ai chưa follow Na Chana follow, nút follow trên này nha. Nút cho Na số cái có thông báo cho mọi người vô chơi với Na nha. Cảm ơn mọi người. Vậy em ở quận Phú Nhuận. Còn khoảng 8 phút nữa là nó hết show rồi. Anh chắc mấy ngày ngủ trước hả? Dạ. Vậy anh ngủ đi. Chứ em bắt mọi người ở lại cũng tội nghiệp. Nữa. Một trăm năm nay có giận quà. Không phải đâu xạo đó. Anh xạo đó. Đang tính ngủ à? Sao không ngủ? Nhà nghỉ rồi. Còn 8 phút nữa là hết. Dạ. Cô lại. Cô lại. Tôi quen cô. Tôi không quen cô. Lại chăn đi. Quên chăn đi. Cảm ơn anh. Chú không dám cân nè.
Thì nó hát hết bài này xong rồi nó ớ không nha. Xong rồi nó làm show, nó làm biết kia xong rồi nó ngủ. Chúc mọi người ngủ ngon. Em sai rồi. Hiểu làm gì đâu. Ta có nói
chưa có. Còn một phút nữa mọi người ở lại chơi với chị Miu nha. Còn một phút cuối cùng, mọi người có offer cho Nam Sinh nha, xin xin. Nam đâu phải hot girl đâu. Thôi đừng có cho em nữa. Không, người ta nói em thích chị, em nói em nói. Đúng rồi, chị biết rồi. Tìm một nơi tình yêu đưa lối, buồn làm chi thôi đã hết sợ. Sắp hết giờ rồi mọi người. Mọi người ai còn hoa phụ nữ nó xinh nha xí xí. Mượn phim con tim em bối rối. Hãy để em tìm thấy một hạnh phúc êm đềm. Xa rời nhé ai có ngờ cổ. Bye bye mọi người. Mọi người ở đây chơi với chị Mèo xí xí. Chị Mèo số tốt nha.